Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, chưa bao giờ chúng ta thấy nhiều thông tin sẽ sống khắp nơi ở tại Hoa Kỳ như vậy. Như đường này sharing cũng đã từng chia sẻ đến quý cô chú bác và quý anh chị, họ sẽ không dừng lại việc này cho đến khi họ thông qua được đạo luật cấm sử dụng súng. Nhiều chuyên gia còn cảnh báo là họ còn mang trực tiếp đến để tài trợ cho những nhóm này nhóm kia và cho cả tiền nữa để cho những nhóm đó họ thực hiện những điều tương tự như vậy về kể cả những việc cướp bóc nơi này nơi kia để những cửa hàng và không phải nằm trong hệ thống của thế lực của họ phải đóng cửa hết để rồi họ tóm gọn lại tất cả những cửa hàng đó chỉ trò vai trung tâm mua sắm lớn và khi đó họ hoàn toàn kiểm soát. Chúng ta chưa bao giờ thấy những điều mà kinh khủng đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta nhiều như ngày nay. Họ cho đóng cửa hàng loạt những chi nhánh ngân hàng và tại sao nếu như nói một quốc gia một thế giới đang phát triển thì họ cần phải mở nhiều chi nhánh hơn bởi nhu cầu giao dịch cần nhiều hơn nhưng không phải như vậy họ đang cho đóng hàng loạt nhiều những chi nhánh ngân hàng để làm gì để họ gom về chỉ trong một số ngân hàng ít ỏi mà trong đó đó là cái con số mà họ đang kiểm soát và chính họ làm chủ để rồi họ sẽ làm chủ tất cả những tài sản của chúng ta khi chúng ta làm ra và chúng ta gửi vào đó bên cạnh đó sắp tới đây họ sẽ không còn sử dụng tiền mặt nữa và họ dẫn nhân loại đến việc sử dụng tiền điện tử và rồi họ sẽ không cần những mặt bằng nhiều để phải trả những chi phí đắt đỏ họ sẽ hoàn toàn kiểm soát chúng ta túi tiền chúng ta công sức lao động chúng ta qua một con số tròn chỉnh trong máy điện toán của họ mà thôi khi kiểm soát một con người chỉ cần kiểm soát tiền của họ thì chúng ta có thể làm bất cứ điều gì kể cả sức khỏe và sinh mạng của họ Kính thưa quý vị, câu chuyện xảy ra ở Denver, Colorado. 10 người đã bị thương trong vụ xả súng ở Denver, Colorado vào sáng sớm ngày thứ ba, ngày 13 tháng 6, tại nơi cổ động viên bóng rổ đang mừng đội Nuggets lần đầu tiên vô địch giải NBA. Theo cảnh sát lăn báo, theo IP cho biết như vậy. Trừ một nghi can bị bắt vụ xả này xảy ra khoảng 0 giờ rưỡi sáng sau trận chung kết khoảng 3 tiếng rưỡi. Và trong số những người bị thương có 3 người nguy kịch sở cảnh sát Denver DPD cho hay trên Twitter như vậy. Nghĩ càng đó là đàn ông nằm trong số 7 người bị thương có lẽ không nguy hiểm tính mạng theo DPA. Sự việc xảy ra cách sân vận động Ball Arena nơi đội Nuggets thắng đội Miami Heat vào tối ngày thứ hai khoảng một dặm. Chúng tôi vẫn đang điều tra về tình huống dẫn đến sự việc đánh nhau rồi sau đó gây ra sự việc nghiêm trọng như vậy, theo vị cảnh sát phát ngôn viên cho biết, sự việc xảy ra ở nơi có đông người ăn mừng nhất trước đó vào buổi tối. Lúc sự việc xảy ra, một đám đông nhỏ đang có mặt ở trong khu vực đó nhưng tới lúc đó đã thừa thớt. Theo vị cảnh sát này cho hay, sự việc xảy ra ở nơi rất nhiều người có lẽ từ quán rượu đi ra sau khi trận đấu kết thúc. Cũng theo vị cảnh sát này thông báo như vậy. <laughs> Kính thưa quý và cô bác, ai cũng phải ra đi. Bởi vì hành trình cuộc đời này chỉ là hành trình đi về một sự vĩnh hằng về đời sống đối với những người tin vào Thượng Đế thì mong chờ một đời sống có thiên đàng. Và đây, hành trình thế gian là một phương tiện. Tuy nhiên, cách ra đi nào cũng để lại biết bao nhiêu đau đớn cho người thân yêu, những người ruột thịt trong gia đình. Và các mối quan hệ thân thiết bạn bè trong công việc làm ăn xã hội. Nói chỉ đến sự ra đi của người trẻ tuổi lại càng gây sự mất mát lớn hơn, sự tiếc thương lớn hơn đối với những người trong gia đình, người thân, bạn bè. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông liên quan đến cái chết của bà Hoa Trần, mới 48 tuổi. Người này đã gây ra tai nạn rồi sau đó bỏ chạy vào ngày 3 tháng 5 ở tại bãi đậu xe của 5080 Riverside Drive. Theo thông cáo báo chí từ văn phòng cảnh sát trưởng quận Beth, có thông tin cho rằng một chiếc Toyota Tacoma màu trắng đang đi về phía bắc trong bãi đầu xe, hướng về đường Westline Drive thì đã đâm vào một chiếc xe gắn máy của bà Hoa Trần. Chiếc xe tải dừng lại một giây rồi sau đó lái đi. Nạn nhân được đưa đến trung tâm y tế và bà vẫn còn tỉnh khi xe cứu thương đến, nhưng đã qua đời trên đường đến bệnh viện vào khoảng 10 giờ 30 phút tối. Vào ngày thứ năm, Linh Pear, 30 tuổi, bị bắt ở Cobb County trong cái chết của bà Hoa Trần. Anh ta bị đưa đến nhà tù Big County, nơi anh ta bị buộc tội lái xe khi say rượu, đụng rồi sau đó bỏ chạy đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong, và giết người cấp độ 1 bằng phương tiện. Anh ta hiện đang bị giam giữ mà không được quyền bảo lãnh tại ngoại. Bất kỳ ai có bất kỳ thêm thông tin nào có thể gọi cho văn phòng cảnh sát trưởng ở quận theo số 478-751. 7500. Kính thưa quý vị, một tai nạn chết người xảy ra khi Paul mươi 51 tuổi, ở Belmont đang lái một chiếc xe Dodge 2014 về phía nam ở trên đường South New Hope vào khoảng 4 giờ 20 phút sáng khi ông băng qua vạch kẻ đường ở ngay phía nam và đã tông vào một chiếc xe mi hiệu Chrysler đời 2005 do Minh Quang Phan, 54 tuổi, điều khiển. Gusson đã không thắt dây an toàn và ước tính đang lái xe với tốc độ khoảng 70 dặm trên giờ trong khu vực được cho phép là chạy 45 dặm trên giờ. Ông ta đã không thắng trước khi va chạm và đã được cho là đã thiệt mạng tại hiện trường. Ông Minh Quang Phan được đưa đến trung tâm y tế ở khu vực với những vết thương nhẹ. Vụ va chạm chết người này là vụ việc thứ hai ở quận Gaston trong vòng chưa đầy 2 tuần lễ. Vụ việc trước đó, đó là một người phụ nữ từ Lincolnton đã qua đời vào ngày 30 tháng 4 do những vết thương từ vụ đụng xe vào ngày 22 tháng 4 gần Dallas. Nạn nhân đó là bà Taylor Carol, 77 tuổi, đã ra khỏi bãi đậu xe của Riverside Fish Camp ở trên đường cao tốc Dallas-Stanley vào khoảng 7 giờ 50 phút tối khi xe của bà bị một chiếc xe bán tải Ford đời 2008 đang đi về phía nam đâm vào cửa bên trái bên người lái. Người lái xe bán tải đó là Anderson, 43 tuổi, không bị thương và ba hành khách đi cùng anh ta trong chiếc xe bán tải cũng không bị thương. Tuy nhiên, bà Taylor, người đang lái chiếc xe Chevrolet SUV đời 2004 đã được đưa đến trung tâm y tế ở khu vực nơi bà đã qua đời ngay sau đó. Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, Trưa nay Sharing kính gửi đến quý vị một chút thông tin ở quê nhà để chúng ta nhìn về đời sống ở quê nhà, nơi mà ít nhiều trong nhiều đồng hương gốc Việt chúng ta vẫn còn người thân đang sống ở đó. Theo tờ báo mới trong nước, Lan Tin nói rằng hàng loạt những thương hiệu lớn quanh nhà thờ Đức Bà ở ngay trung tâm thành phố Sài Gòn đã phải tháo chạy. Nhiều thương hiệu lớn như là McDonald's, EDG, Samsung vân vân đã rút khỏi các mặt bằng đắc địa tại khu vực bưu điện thành phố ở ngay nhà thờ Đức Bà quận nhất Sài Gòn. Như chúng ta quan sát đã thấy ở ngay nhà thờ Đức Bà và ngay bưu điện thành phố là công trình tiêu biểu tọa lạc ngay trung tâm thành phố và nhờ đó mặt bằng bán lẻ trên các tuyến đường quanh đây luôn được các thương hiệu lớn săn đón. Theo Cushman và Wakefield, Giá thuê một bằng bán lẻ ở khu vực này luôn thuộc tóc đắt đỏ nhất như ở khu trung tâm thành phố. Các căn nhà phố lẻ mặt tiền có diện tích từ 400m2 trở lên, đoạn đầu đường Nguyễn Du Đồng Khởi có giá thuê lên đến hàng chục nghìn đô la Mỹ mỗi tháng. Trong khi đó, giá thuê tầng trệt các cao ốc giao động ở mức 100 đến 150 đô cho 1 mét vuông trong một tháng, chưa bao gồm thuế và phí quản lý. Tuy nhiên, theo ghi nhận, hàng loạt mặt bằng xung quanh khu vực vòng xoay nhà thờ Đức Bà thời gian gần đây đã đóng cửa ngưng kinh doanh. Mới đây, thương hiệu EDG thông báo ngừng hoạt động cửa hàng bán lẻ ủy quyền cao cấp của Apple trên đường công xã Paris ngay cạnh bưu điện thành phố từ ngày 28 tháng 4. Và đây là cửa hàng đạt cùng lúc hai chuẩn của APR và Apple Service ASP đầu tiên là tại Việt Nam. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn, chủ tịch IPP Group, công ty mẹ của EDG, chia sẻ doanh nghiệp buộc phải đóng cửa hàng này do điều kiện thị trường không thuận lợi. Vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, quán cà phê Low Coffee nằm ở tại tòa nhà ở đường Đồng Khởi có tầm nhìn trực tiếp ra nhà thờ Đức Bà cũng đã đóng cửa và động thái này đánh dấu sự rút lui khỏi thị trường Việt Nam của chuỗi F&B đình đám đến từ Trung Quốc sau 4 năm hoạt động. Điều đáng chú ý là cùng nằm trong tòa nhà này, ở bên cạnh Melo Coffee trước đây là cửa hàng cà phê Fin Deli, nhưng cũng đã trả mặt bằng trước đó không lâu. Hiện ở khu vực mặt bằng cho thuê có hướng nhìn trực diện ra nhà thờ Đức Bà của tòa nhà này vẫn đang bị bỏ trống. Một giám đốc của một doanh nghiệp từng đặt cửa hàng ở tại đây ở đường đồng khởi quận nhất Sài Gòn mặt hướng ra nhà thờ Đức Bà cho hay giá thuê vào hồi năm 2016 đến 2019 là khoảng 20.000 cho đến 25.000 đô trong một tháng cho mặt bằng 200 mét vuông. Ông cho rằng nơi này gây bất tiện cho khách hàng vì thiếu chỗ đậu xe, do đó lưu lượng khách không bảo đảm. Các thương hiệu vào đây xác định rõ là chỉ để branding ngắn hạn mà thôi. Đối diện với tòa nhà Metropolitan căn góc hai mặt tiền có diện tích là 18 x 30 m trên đường Nguyễn Du với công xã Paris cũng vắng bóng khách thuê. Giá rau thuê hiện ở mức 400 triệu đồng trong một tháng. Trong khi đó, cửa hàng McDonald nằm trên đường công xã Paris ở cạnh bưu điện thành phố cũng đã đóng cửa trong giai đoạn cao điểm của dịch Covid. Gần 2 năm qua, mặt bằng này với tổng diện tích là 650m2, 480m2 tầng trệt và 170m2 tầng lầu vẫn chưa tìm được khách thuê mới. Nhiều thương hiệu nhỏ cũng đồng loạt trả mặt bằng trên đường Nguyễn Du vì doanh thu không đủ để chi trả cho mặt bằng. Thời điểm đầu 2019, những căn nhà phố trên các trục đường có bán kính là 600m, tới nhà thờ Đức Bà như Hàn Thuyên, Nguyễn Du, Lê Duẩn, đồng khởi có mức giá thuê tối thiểu là khoảng 7.000 đô trong một tháng. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng